đăng ký trải nghiệm miễn phí lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0, nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Lần đầu lái thử chiếc xe 1,4 tỷ đồng của VinFast, sếp địa ốc Hòa Bình cảm thán, êm hơn cả BMW hay Mercedes. Mua tới 5 chiếc xe Lux, chủ tịch địa ốc Hòa Bình phải trầm trồ, trên cầu tuyệt vời trong lần đầu lái thử xe VinFast ở đường chạy thử trong khuôn viên nhà máy tại Hải Phòng. Sáng nay, tại trụ sở công ty VinFast, lễ bàn giao xe Lux đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra với sự có mặt đặc biệt của 9 vị khách đã đặt mua xe. Một trong số những vị khách này là ông Lê Viết Hải, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Vị doanh nhân này bày tỏ rằng ông cảm thấy rất xúc động và tự hào khi Việt Nam có nhà sản xuất xe mang thương hiệu VinFast, đồng thời cho biết bản thân khâm phục tập đoàn Vingroup vì trong một thời gian cực kỳ ngắn mà đã thiết kế, xây dựng nhà máy quy mô cực lớn, tạo ra một sản phẩm được đánh giá cao. Thời gian chỉ có 24 tháng mà đã xây dựng một nhà xưởng 600.000m2 với quy mô 250.000 xe một năm. Là một nhà thầu xây dựng, tôi hiểu những thử thách mà VinFast đã phải vượt qua để đạt được thành công như thế. Đặt mua tới 5 chiếc xe Lux, 3 chiếc thuộc mẫu SUV và 2 chiếc thuộc mẫu sedan. Ông Hải cũng không tiếc lời khen tới khả năng vận hành của sản phẩm này khi khẳng định chiếc xe Lux SA2.0 cho cảm giác thoải mái khi lái xe, quay đầu, tăng tốc hay phanh xe. Đây có thể nói là một sản phẩm cao cấp về công nghệ mà một nhà sản xuất Việt Nam đã sáng tạo thành công, có tính chất cách mạng, bước ngoặt cho nền công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Tôi đã sử dụng nhiều xe của Đức, chiếc xe này không hề thua kém. Tôi cũng đi xe BMW, Mercedes, có thể nói nó êm hơn những cái mà tôi đã từng dùng. Nó hoàn hảo, tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Trong khi đó, ông Trương Toàn Dân, lãnh đạo của công ty Sài Gòn Gia Định, thừa nhận việc ông đặt mua chiếc xe của VinFast khi mới chỉ có bản thiết kế vào năm ngoái là quyết định mạo hiểm, nhưng mà tôi tin là Vingroup có sự quyết liệt nên tôi sẵn sàng. Ông cho rằng không chỉ bản thân mình mà ngay cả VinFast khi thực hiện dự án này cũng phải chấp nhận rủi ro rất lớn và cần có sự chia sẻ từ người tiêu dùng. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng để nhận xe vào chiều qua, vị khách đến từ công ty Sài Gòn Gia Định cho biết quá nửa đêm qua ông không ngủ được. Một phần vì cảm giác chờ đợi khi xác nhận sản phẩm vốn được xem là kỳ tích của công nghiệp ô tô Việt Nam. Tôi nghĩ là ai cũng thế thôi, ông chia sẻ. Trong khi đó, ông Vũ Văn Luyến, khách hàng đến từ Đắk Lắk cho biết, chiếc Lux SA2.0 là chiếc xe thứ tư mà mình sử dụng. Trước đó, ông đang cầm lái chiếc Ford, một hãng đến từ xứ cờ hoa. Nhưng sẽ sớm thay thế thói quen này bằng chiếc SUV đen vừa mua được. Tôi dùng xe này cho gia đình. Những thứ tốt nhất chắc chắn phải dành cho gia đình tôi, ông bày tỏ. Bài viết của Tuấn Mark, Lan Thiên, theo Nhịp Sống Kinh Tế, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.